Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin chuyền bóng đá 5 phút ngày mùng 1 tháng 2. Mình là Hoàng Spin. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin nóng nhất đến từ thị trường chuyển nhượng. Chelsea chính thức đón Enzo Fernandez với mức giá kỷ lục. Cổ nhân đã có câu, thứ gì mà không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Và một lần nữa thì Chelsea đã chứng minh rằng câu nói này rất đúng. Sau rất nhiều lần hỏi mua không thành thì ở lần cuối cùng này, Chelsea đã hỏi Benfica luôn. 120 triệu euro, có bán không? Thế là Benfica trả lời luôn. Bố mày sợ đếch gì mà không bán, bán luôn. Và thế là Enzo Fernandez chính thức đến Chelsea. Và hợp đồng này đã biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử của Premier League. Kỷ lục trước đó như chúng ta đã biết thuộc về Jack 100 củ. Theo nhiều nguồn tin thì bản hợp đồng này có thời hạn lên đến 8 năm rưỡi. Enzo Fernandez nổi lên từ World Cup như là một nhân tố quyết định giúp Argentina vô địch World Cup. Đồng thời anh cũng giành luôn danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup. Đấy, ít ra hợp đồng 100 củ nó cũng phải có tí số má như thế. Chứ đâu phải 100 củ mà để người ta phải lên TikTok xem video hay là lên YouTube để tìm kiếm. Arsenal chốt thành công Jorginho với mức giá tình thường. Vậy là chính thức trên trang chủ của câu lạc bộ đã thông báo Jorginho chuyển đến Arsenal với bản hợp đồng trị giá 12 triệu bảng. Trong đó thì 10 triệu bảng là cố định, còn 2 triệu bảng là phụ phí, tùy vào thành tích của Jorginho. Đây là một bản hợp đồng ngắn hạn có thời hạn đến tháng 6 năm 2024. Kèm theo Arsenal có quyền chọn gia hạn thêm 12 tháng. Tiền vệ 31 tuổi này sẽ mặc áo số 20 tại sân Emirates. Trong bài phỏng vấn mới nhất, Jorginho chia sẻ: Mikel Arteta là người ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định này, bởi vì tôi biết là ông đã từng cố đưa tôi về trong quá khứ, mà vì một vài lý do nên là chuyện đã không thành. Tôi rất phấn khích với thử thách mới này và rất mong được ra sân. Mọi thứ diễn ra rất nhanh khiến tôi có một chút bất ngờ. Tuy nhiên thì tôi đã ngay lập tức chớp lấy cơ hội. Vâng, Jorginho thì hay có điệu nhảy chân sáo, và đây có thể coi là bước nhảy chân sáo vượt trội nhất của Jorginho khi mà anh từ vị trí thứ 10 của Chelsea nhảy vọt lên luôn vị trí thứ nhất của Arsenal. Đổ bể phút cuối, Hakim Ziyech không thể đến PSG. Trong những thời khắc cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Hakim Ziyech đã rất gần PSG rồi. Nhưng mà cuối cùng thì vì lỗi định mệnh mà hai bên đã không thể đến với nhau. Cụ thể là Chelsea đã không thể gửi các tài liệu liên quan kịp thời đến phía PSG, mặc cho việc Hakim Ziyech đã đáp máy bay đến nước Pháp. Và thế là thôi, không có vụ quay xe nào hết. Hakim Ziyech vẫn tiếp tục ở lại Chelsea đến hết mùa giải năm nay. Vụ này làm tôi liên tưởng đến vụ máy phách giữa Manchester United và Real Madrid năm nào. Vì chiếc máy phách hỏng mà De Gea vẫn tiếp tục ở lại Manu. Giờ thời đại đã tiên tiến hơn, không biết là có âm mưu nào không, nhưng mà rõ ràng người thiệt hại nhất chính là Hakim Ziyech. Với việc Chelsea đưa về hàng loạt sao số thì việc ở cuối mùa giải năm nay Hakim Ziyech phải ngồi dự bị là điều hoàn toàn có thể xảy ra. À mà suy đi tính lại thì cũng đúng thôi. Toàn bộ nhân lực của Chelsea lúc đó đều chuyển hướng về Benfica hết rồi, để lo cho thương vụ của Enzo Fernandez. Nên là làm gì còn ai nhớ tới Hakim Ziyech nữa. Cancelo lần đầu lên tiếng sau khi mà rời Man City. Vụ việc Cancelo rời Man City và nhanh chóng chuyển đến Bayern Munich đã tạo ra rất nhiều drama. Nhiều người cho rằng anh đã có thái độ không tốt với Pep Guardiola nên là đã bị đá đít. Vừa ở trong bài phỏng vấn mới nhất thì Cancelo đã có những chia sẻ đầu tiên. Video trên Instagram nghe có vẻ giống như một lời tạm biệt, nhưng mà nó không có ý nghĩa như vậy. Chúng ta phải xem những gì mà năm tháng này đã mang lại. Tôi muốn ở đây với một cái đầu tỉnh táo. Sau đó chúng tôi sẽ nói chuyện lại vào cuối mùa giải. Nhưng mà tôi vẫn còn hợp đồng với Man City. Tôi không coi đó là sự ra đi hoàn toàn khỏi câu lạc bộ. Tôi đã không có nhiều thời gian thi đấu trong vài tuần qua, và điều đó ảnh hưởng tới quyết định của tôi. Nó không liên quan gì đến mối quan hệ giữa tôi và Pep. Còn Bayern Munich thì là một câu lạc bộ tuyệt vời, một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới, và đó cũng chính là động lực khiến tôi ở đây. Vâng, với bài phát biểu này thì fan Man xanh hoàn toàn có thể trông chờ về việc Cancelo sẽ có thể quay trở lại câu lạc bộ. Nhưng mà điều quan trọng nhất đó là anh phải ngoan. Cứ ngoan đi rồi Pep yêu hết. Manu mượn thành công sau Bayern để thay thế Eriksen. Manchester United và Bayern Munich đã hoàn tất thương vụ Sabitzer. Tiền vệ người Áo sẽ chuyển đến khu áo quỷ đỏ trong nửa cuối mùa giải năm nay. Và đặc biệt thì giao kèo này không kèm điều khoản mua đất. Tức là dù anh có chơi tốt hay là chơi không tốt như thế nào, thì đến cuối mùa giải anh vẫn quay trở về Bayern. Đây được coi là một thương vụ chữa cháy của Manu, bởi vì mới đây họ đã mất Eriksen vì chấn thương. Tiền vệ với cái tên Iron Man này sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tháng. Và trong tình thế mùa giải đang gay cấn như hiện nay thì rõ ràng Man U cần phải tìm một người thay thế. Đầu tiên thì cạnh tranh với Man U là Chelsea. Nhưng mà sau khi Chelsea có Enzo Fernandez thì họ đã buông lời. Có thể là Man U dễ dàng có được sang bây giờ. Hồi xưa ở Leipzig thì thanh niên này đá bá lắm, còn đeo băng đội trưởng cơ mà. Tuy nhiên khi mà sang Bayern đã đỡ hơn nhiều rồi. Một khi được vào sân thì anh cũng có rất nhiều pha ngáo ngơ. Và thậm chí là nhiều fan của Bayern còn vui mừng khi mà anh ra đi. Đến đây thì bản tin chuyền bóng đá 5 phút ngày mùng 1 tháng 2 cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ ấn like, share để kênh, nhấn chuông để đón xem những số bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.